Trời ơi, gì mà sáng sớm với thằng Phong nó không dậy đâu đi học ta. Thế cho ăn cho học giờ mà đi tào lao quá, lại chơi game khuya coi. Phong ơi! Phong! Phải đập cửa xông vào luôn nè. Phong ơi! Ai kêu mình dậy trời, buồn ngủ. Ủa? Phong! À, cái kìa. Ủa, anh Phong vậy? Ủa? Hello? Phong vậy? Ờ, em Phong nè. Ủa, hôm qua em bị làm sao mà hôm nay giờ phút này em vẫn chưa đi học vậy? À trời ơi, anh không nhớ hả? Ngày hôm qua đó, là trong cái tập trước á, hình như là tập 16 thì phải, là em bị con creeper nó nổ một phát cho nên là em bị ngất đến tận bây giờ nè. Đúng rồi, creeper. Đúng creeper rồi. Là con gì ta? Con nào creeper. Biết con creeper là con gì các bạn, để lại comment coi, mình không nhớ ta. Tại này đầu óc thì già lú đất rồi. À biết rồi, biết rồi. Cái con creeper là cái con mà nổ nó pom cái giống cái con trứng bom đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Và nó nổ cái cho nên là ra trước anh trời ma ra bằng chợ này lắm luôn á. Đúng rồi, em nó nổ cái là em ngất luôn. Ủa mà anh ơi, em ngất rồi nhìn em có bị biến dạng thành người khác không vậy? Không, em không biến thành người khác đâu, em biến thành con khác à. Con gì? Con gì mà người gì đầu xanh này, xanh lét, xanh mọc râu rồi, xanh mồm rộng ngoác rồi. Con này nhìn quen lắm, con này quen lắm mà. Ủa đó, để em coi, để em coi. Hình như con này ở trong chuyện cô bé con hỏi hỏi sao á. Cái gì, cái đi, cái con này mà là con sói, cái gì, cái này là con mèo. Ờ rồi, cái mèo con này không sói à. Nhìn mà con đang á. Cái con này nhìn cái thôi là em nhận ra nó là con gì liền. Vịt vậy mà không nhận ra, đó chính là con Doraemon đó vịt. À, anh biết con Doraemon rồi, nhưng mà anh hiểu, em biết sao anh không nhận ra không? Sao? Con Doraemon trong chuyện Doraemon á, cái đít nó bự hơn cái đầu. Mà đây con Doraemon ở trong này bây giờ em biến thành Doraemon kiểu gì mà cái đầu cái thường người nó bị quéo lại màu à? Ủa cái gì? Ủa ờ đúng rồi ha, tính ra là con Doraemon mình nhớ là nó lùn có khúc, với lại là nó mập lắm. Mà con Doraemon trong đây trong Midi World nó cao. Ờ chắc là con này bị ốm đói rồi. À chắc đói rồi, chắc là nó giảm cân anh ơi, chắc mà, là nó giảm cân. Mà con Doraemon này anh nhớ là nó có cái gì thần kỳ đúng không? Cái ờ đúng rồi, người ta gọi đó là túi thần kỳ. Cho xin cái máy in tiền coi. Tào lao, Doraemon nó đâu có máy in tiền nè. Anh có nhìn thấy cái túi nằm trên bụng em không? Cái túi nằm trên bụng em thấy không? Cho anh, không thì cho anh xin cái món gì mà phóng to thu nhỏ được thì anh chọn vô quần. À quên, anh chọn vô cục vàng, anh có cục vàng. À, tào lao rồi, cái trong đồ có Doraemon em không thể nào mang xài tự tiện được. Nói chung là cũng có được bộ bói được chắc cũng ghê quá ha. Ủa mà hôm nay là thứ mấy ta? Ủa và hôm nay là thứ mấy vậy? Hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn là thứ hai. À thứ hai hả? Thôi em vô ngủ tiếp nha. À tào lao, mày thứ hai mày đi học mày. Đi học. À trời quên trời. Ôi anh em ơi, quên mất là mình còn phải đi học nữa. Mình có đăng ký vào trong cái trường học siêu anh hùng á. Ôi giờ quên. Dạ em vô, em chuẩn bị đồ em đi học liền. Ôi đi, mình chuẩn bị đồ ra. Trời, bây giờ mình phải đi học mới được. Trời ơi, là trời trễ giờ mất tiêu rồi. Trời ơi, chán ghê luôn á thiệt. Giờ này mà mình đi đến cái cổng trường xong vẹo vào lớp nó cũng phải tốn 15 phút. Trời ơi, là trời, cuộc sống của tôi sức khổ gì. Đúng rồi ha, mình quên mất là Doraemon hình như là có bộ bói thần kỳ mà. Đúng rồi, trời ơi, quên. Để mình xem coi. Không biết là Doraemon nó có gì không nào, để xem coi. Ủa cái gì vậy? Ủa tại sao mình lại có được có mỗi cái ba cái món bộ bói vậy? Mình nhớ là Doraemon có nhiều lắm mà. Ủa cái này là cái gì đây? Đây mình lấy ra hết coi. Cái này là hình như là một cái dòng thì phải. Còn này là cái này là cái đồng hồ. Còn cái này là cái gì đây? Cái này là cái gì vậy? À cái đèn pin. Ủa mà mấy cái này làm được gì? Trời sao tự nhiên có ba món bộ bói vậy? Trời hay là do là mình bị biến đổi có một ngày cho nên mình không có lấy đủ bộ bói ta. Chắc là vậy rồi. Mà để coi cái gì có thể giúp mình được không? Cái này đồng hồ để làm gì ta? Ủa còn cái dòng này để làm gì nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi, mình nhớ rồi. Hồi anh em ơi, mình nhớ lúc trước lúc mà còn nhỏ mình có coi Doraemon á, hình như mình nhớ cái dòng này là dòng xuyên thấu hay sao anh em. Để mình thử nha. Cái bức tường, bây giờ mình sẽ thử mình gắn cái bức tường đi. Gắn vào nè. Đó. Bây giờ mình sẽ thử mình đi xuyên qua coi có được không nha anh em. Ok, để mình thử nha. Đi xuyên qua nè. Ui. Ôi trời ơi, mình đi xuyên qua được nè anh em. Đã nha. Ok, vậy là mình có cái dòng để mình đi xuyên thấu rồi. Trời ơi, vậy là mình sẽ khỏi phải chạy đến cái cổng trường nữa. Trời ơi, đỡ tốn thời gian. Chạy vô lớp nhanh lên. Nhanh. Trời ơi, chạy nhanh lên đi, trễ giờ mất tiêu rồi. No, 7 giờ rồi. Thôi đây mình ôi hai từ mình. Ôi kìa, mấy bạn vô lớp học hết rồi. Giờ mình phải đứng ở ngoài đây mình coi ông thầy ông có phát hiện không cái nè. Ôi cái ông thầy giáo kìa, ông thầy giáo kìa. Sĩ số lớp hôm nay đếm đi đếm lại 3 lần vẫn thiếu một nhân vật thân quen, chính là ông Phong Cận. Cái cậu này hôm đầu vô xin vô trường đã nhắc về kỷ luật kỷ cương của cái trường học siêu nhân nhung này rồi mà không nghe bao giờ hết. Ngày nào cũng đi muộn kỳ này á. Đến lớp biết tay tôi gặp rồi nha. Trời ơi, em ơi, chết mình rồi, trời là trời. Mình đi trễ rồi, hôm nay thế nào mình cũng sẽ bị phạt luôn cho mà coi đây. Bây giờ làm sao đây, làm sao đi vào lớp mà không ai biết đây. Làm cách nào đây, trời ơi. À, mình nhớ rồi, cái đồng hồ này.
Có thể cái đồng hồ này chính là đồng hồ ngưng động thời gian. Đúng rồi, để mình coi coi. Hiện tại bây giờ nó đang chỉ là như ta 3 giờ phải không? Còn ngoài đồng hồ này coi coi. Ừ, cũng chỉ là 3 giờ thôi. Vậy là cái đồng hồ này nó dùng đúng rồi nè. Bây giờ mình sẽ thử sử dụng cái đồng hồ này để ngưng động thời gian thử coi nha. Các ông thầy em đang đứng trong lớp kìa. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng thử nha. 1 2 3. Tích. Ok. Ngưng động thời gian chưa ta? Ủa? Thôi để mình đi vào lớp thử coi. Ê, có ai thấy mình không vậy? Có thấy mình không? Ngưng động thời gian chưa nhờ? Ôi, mấy bạn đứng im hết luôn kìa. Ôi, có ai thấy mình không? Ủa, leo lên bàn, nhảy tưng tưng tưng. À, ông thầy, ông có không thấy mình luôn anh em ơi. Ôi trời trời trời, nhảy nè. Ờ, thầy ơi, thầy thấy em không thầy? Thầy ơi, leo, thầy ơi, thầy. Ủa, hình như là ông không thấy mình anh em ơi. Ôi, để mình thử nha. Bắt đầu cái nè. Ê, chạy. Ôi, ông không biết gì luôn. Trời ơi, vậy là đúng rồi anh em ơi. Vậy là coi như là ổng đã bị ngưng động thời gian, ổng đứng im luôn rồi. Vậy là ổng khỏi phạt mình. À quên, bây giờ mình sẽ đẩy ổng ra ngoài lớp luôn. Thì mình đẩy ổng đi ra ngoài lớp luôn. Trời ơi, ổng dính vô bức tường rồi, giờ sao đẩy ta? Đẩy nè, đi ra ngoài lớp luôn. Xin tí nữa, bật đồng hồ thế nào ổng cũng kìa, ổng hốt hoảng cho coi. À, đẩy ra. Ok rồi, đóng cửa lại. Ok, chào ổng chơi. Ok, ngồi vô lớp. À, ok, sử dụng đồng hồ nha. Tích. À, hello mấy bạn, mình đã vào lớp kịp rồi đây. Ôi trời trời, coi cái ông thầy, ông có bất ngờ không nha? Để mình ngồi mình đợi cái để coi. Ủa ông thầy đâu ta? Trời, cả lớp thiệt. Lớp rồi. Ủa sao đúng là vậy? Ủa chắc là già rồi lầm cầm rồi, sao đi ra ngoài vậy trời? Cả lớp trật tự hôm nay tôi sẽ kiểm điểm cửu phong. Ủa gì vậy thầy? Ủa gì vậy? Em vào lớp kịp thời mà từ nãy giờ em ngồi trong lớp mà thầy không biết á. Rõ ràng là tôi nãy tôi điểm danh, tôi điểm đi điểm lại 3 lần rồi mà không có cậu trong lớp mà bằng sao cậu lại ở đây vậy? Ủa trời, từ nãy giờ em ngồi trong lớp luôn á, đúng không mấy bạn? Đúng không? Từ nãy giờ em ngồi trong lớp, thầy không thấy em gì có. Nãy giờ em ngồi trong lớp mà. Có hả? Ờ có. Chết rồi, già lùm cầm rồi. Thôi xin lỗi. Ờ thế thì cả lớp trật tự. Dạ. Hôm nay tiết học của chúng ta bắt đầu với môn gọi là vật lý hóa rồi vô. Dạ. Dạ đêm ơi, vậy là khỏi bị phạt. Ok, mình học bài thôi. Hey, buổi học đã kết thúc. Các em có thể về nhà được rồi đó. Nhớ là chuẩn bị bài trước khi mai đến lớp nghe chưa? À dạ bé ba thầy. Dạ em chào thầy, thưa thầy em về ạ. À. Ok, tạm biệt mấy bạn nha, mình về nhà đây. về nhà tôi. Lâu quá. Ê chạy kìa, đứng lại. Ủa dạ em chào anh. Ủa dạ anh là ai vậy? Lại ấy mày tên là Phong Cận đúng không? Dạ đúng rồi, em là Phong Cận đây ạ. À. Ừ, tao nghe nói dạo này mày làm mưa làm gió ở trường này lắm đúng không? Em đâu có làm gì đâu, em bình thường mà, em có làm mưa làm gió gì đâu anh. Tao nghe tụi đệ tử của tao nói hết rồi, mày hết biến làm Spider-Man rồi Superman gì đó rồi mày hả? Cứu giúp trường mày tỏ ra mày oai lắm đúng không? Đâu có đâu, giờ em có mấy lần chắc là anh đang nói là cái vụ mà em đánh con ngựa mặt ngu đúng không? Tại vì con ngựa mặt ngu nó ăn hiếp mấy cái bạn trong trường á, cho nên em mới chừng trị nó thôi chứ em đâu có. À đúng rồi. Ngựa mặt ngu á hả? Ta đã nghe danh rồi mà không ngờ là ngươi đánh được nó luôn hả? Vậy bây giờ hôm nay là ta tới đây ta thử thách với ngươi nè. Bây giờ ta muốn quyết đấu với ngươi. Ủa quyết đấu với anh? Em không giỡn nha, em đâu có làm gì đâu, tự nhiên anh muốn quýnh với em. Nhìn mặt tao có giống nói giỡn với mày không? Nhưng mà ủa liên lạc tự nhiên khi không anh đòi quýnh em là sao? Em không giỡn đâu nha, thôi em về. Ủa tao không có giỡn vậy, mày đâu ai cho tao chạy mày nghĩ sao vậy mày? Ai sao tự nhiên anh quýnh em vậy? Ai trời, đừng đánh em. Mày có sức mạnh mà mày đánh lại tao chứ, mày có sức mạnh mà mày lại đánh lại tao, mày đứng lại đó. À dạ anh ơi, tha cho em đi, em đâu có làm gì. Trời ơi mọi người ơi, tự nhiên không gặp họa rồi. Đúng rồi ha, đồng hồ ngưng động thời gian. Tiếp. Trời may quá. Ôi trời, cái ông này ông đứng im này, may quá. Trời ơi mệt muốn chết luôn, may quá có cái đồng hồ ngưng động thời gian này cũng tiện cái ha. Bấm cái là mọi người đứng im luôn. Này thì dám đánh tôi hả? Lận trao là biết tay tôi nghe chưa? Tại vì tôi người tốt nên tôi không quýnh rồi đó. Ôi trời may quá có cái đồng hồ ngưng động thời gian thôi, chết mình rồi. Ôi trời, tự nhiên không đi học gặp cái gì đâu không à. Thôi mình về nhà thôi, để mình dùng cái dòng xuyên thấu này mình đi về nhà cho nhanh. Gắn vào nè, ok đi xuyên tường. Ok, đi xuyên tường rồi, đi về nhà thôi. Lơ 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 lơ.
Ôi trời anh em ơi, chiều rồi. Ai trời ơi, đói bụng quá. Chắc là hôm nay mình sẽ đi ra tiệm KFC để mình kiếm cái gì đó ăn, để ăn mừng là mình đã có được bủ bối của Doraemon. Ok, bây giờ mình sẽ ra tiệm KFC để kiếm cái có gì ăn không nha. La 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 la, ok, đi mua gà KFC ăn thôi. La 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 la. Ê, 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 thằng em, thằng em, mày đứng lại, đứng lại, tao bắt được mày nữa rồi. Bây giờ mày sao, bây giờ mày hả, mày mày nghĩ sao mày trốn được tao hả? Ủa anh ơi trời, sao mà anh cứ dí em hoài vậy? Em đâu có làm gì đâu, sao mà anh suốt ngày anh cứ tìm em, anh bắt nạt em hoài vậy? Bây giờ một là mày đánh tao, hai là tao đánh mày, mày chọn đi. Em đâu biết quýnh lộn gì đâu, tự nhiên anh dí em quýnh em thôi. Mày không biết quýnh lộn sao mày quýnh thằng mặt ngu của lộn, hay mày quýnh thằng ngựa mặt ngu hành, cái mặt nó ngu ngu mà còn hơn con ngựa luôn. Ủa em nói thiệt, em không có biết quýnh lộn hay gì đâu. Thôi anh đi đi, trời ơi đừng có lại gần. Không, bây giờ mày không đánh, mày không đánh tao, tao đánh rồi. Mày không đánh tao. Trời ơi, sao anh quýnh em hoài vậy? Trời. Bây giờ mày sao, bây giờ mày sao? Trời, đồng hồ ngưng đồng thời gian. Tiếp. Mày quá, trời ơi, bà đứng im nữa rồi, trời ơi. Trời, mệt ghê. Chẳng lẽ bây giờ suốt ngày mình cứ phải kiểu trốn tránh gì hoài sao? Có cái đồng hồ ngưng động thời gian, mình ngưng động xong qua ngày hôm sau lại gặp bà, lại gặp ổng, ổng tiếp, ổng lại đập mình tiếp, trời ơi trời, tức quá mà vứt xuống luôn. Trời mình chơi ngu rồi, mình vứt cái đồng hồ ngưng động thời gian xuống dưới nước rồi ngày mai lỡ mà ổng đến ổng tìm ổng đánh mình thì còn gì đâu mà dùng. Trời ơi đồng hồ ơi, sửa, trời ơi không được rồi, hư rồi. Trời ơi bây giờ có cách nào không, chết tôi rồi Đẹp ơi, chẳng lẽ ngày nào cũng sẽ bị đập như vậy sao? Cái gì đây, còn cái này? Ủa, cái này hình như là cái đèn pin trong Doraemon, hình như là có đèn pin phóng to, đèn pin thu nhỏ mà màu đỏ, hình như là đèn pin phóng to phải không ta? Đâu mình thử mới được. Mình phải dùng thử. Đặt cái đèn pin này nè. Cái đèn pin đấy hả? Ok, bây giờ mình nhấn vào cái nút màu đen này thì nó sẽ phóng to mình lên đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ thử nha anh em. Ok, để mình thử nha. Tít. Ôi trời ơi anh em ơi, nhìn nè. Ôi mình biến thành tự khổng lồ luôn rồi. Trời. Wow, bự nha. Ôi trời. Để mình lại gần cái ông này, mày đứng cái ông coi. Trời ơi, ông nhỏ xíu à. Ôi, tính ra là mình dùng cái đèn pin phóng to, bây giờ mình biến to cái người mình thành khổng lồ luôn anh em ơi. Ghê. Ok, kỳ này là ông này chết với mình. Tại đây mình phải đem cái đồng hồ đi mình sửa mới được, không thôi lỡ lên cả thế giới đứng im luôn là chết mình luôn á trời. Đây mình phải lấy nó ra. Trời. Rồi bây giờ mình sẽ lấy nó ra để mình cho ông cử động lại, mình sẽ trừng phạt ông. Ok, bây giờ mình sẽ lấy mình dụi nó vô trong cái cây lá cây cho nó khô mới được, nó hơi bị ướt cho nên nó bị hư rồi. Vô. Ok, không biết có dùng được cho ta, để thử nha. Tít. Ơ sao mày bự vậy? Tên kia, bây giờ ta đã biến thành bự khổng lồ bởi vì ta đã có được cái đèn pin phóng to ở đây. Bây giờ ta đã biến người ta thành khổng lồ rồi. Bây giờ ngươi có muốn quýnh lộn nữa không? Nhào vô quýnh lộn nè, nhào vô. Nhào vô. Tao chưa rồi, đừng có giết tao nữa. Trời ơi, hồi nhát gan. Trời anh em mày thấy chưa? Có cái gì ta, cái đèn pin phóng to nó biến mình to lên bự khổng lồ rồi, coi như không ai đánh lại mình nữa. Ôi game gì đâu mà dễ. Ok, trời ơi không ngờ là Doraemon á có nhiều bủ bối hay thật. Ok. Và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero bọn mình, đó chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV và Camu TV. Và vài bữa nữa bọn mình sẽ có gia nhập thêm hai thành viên mới nữa, và thành viên đó là ai? Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt.